khuyên mấy bà nha. Tôi khuyên mấy bà một câu chân thành. Ai mà nuôi chó đó, ai mà khoái nuôi chó đó, nhìn cho vui thôi, đừng nuôi. Nuôi lặng vậy đó, vậy nè, đó, thấy không? Này mình giữ chó hay chó giữ mình nha mọi người. Quá mệt mỏi, đó, chân thì gác, mỏ thì le lưỡi.